Ở bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn chụp một bức ảnh và thêm ghi chú cho đối tượng trong mô hình. Thì đầu tiên để chụp một bức ảnh, chúng ta chọn công cụ màn hình, chọn Quick Snapshot. Ở đây chúng ta sẽ chọn, đầu tiên chúng ta chọn là vị trí lưu file. Giả sử mình đặt đây vị trí lưu file và đặt tên của file này, giả sử mình đặt đây là hình, đây mình chọn kích cỡ của bức ảnh, chúng ta bấm nút save. Như vậy chương trình đã tạo ra chúng ta một bức ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ mở lên bức ảnh lên, chọn hay mình đã lưu vào trong document. Bây giờ mình mở lên, như bạn thấy là bức ảnh đã được tạo ra như thế này. Chúng ta tắt đi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ghi chú cho đối tượng trong mô hình. Thì bây giờ mình sẽ tạo ghi chú cho công trình cầu này. Thì đầu tiên chúng ta chọn vào công trình cầu, chúng ta lấy chuột phải, chúng ta chọn Edit Tooltip. Bây giờ sử mình đặt tên là cầu vượt Hiệp Thành Hưng. Ở đây mình có thể là mình sẽ thay đổi kích cỡ last, chúng ta tô đậm, và chúng ta có thể là đổi màu. Chúng ta click OK. OK. Bây giờ để hiện tooltip lên, chúng ta click vào công trình cầu, chúng ta click chuột phải, chọn sau tooltip. Như bạn thấy là chúng ta đã hiện được ghi chú cho công trình cầu lên như thế này.